Kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã không rời màn hình. Chúng tôi xin tiếp tục chương trình Việt Nam hôm nay với anh Lê Anh Hùng, một người đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước và nhất là một người đã cùng với vợ tố cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tội buôn bán ma túy cũng như là tố cáo những cái nhân vật cao cấp nhất ở trong Bộ Chính trị về tội bán nước, về tội thưa anh Lê Anh Hùng, đã nhiều năm nay đó thì dư luận trong và ngoài nước nói nhiều về cái khả năng Việt Nam có thể trở thành một tỉnh của Trung Cộng, nhất là từ khi trang web WikiLeaks công khai hóa hội nghị Thành Đô được tổ chức tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc Trung Cộng vào năm 1990. Theo quyết định của hội nghị này được cả Trung Cộng lẫn Cộng sản Việt Nam ký kết đó, thì vào năm 2020, tức là chỉ còn có 5 năm nữa thôi, thì Việt Nam sẽ được sáp nhập vào Trung Quốc với tư cách là một tỉnh tự trị. Thể theo cái nguyện vọng của những người Việt Nam tham dự hội nghị hôm đó bày tỏ là Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng và Quảng Tây. Đó là những cái điều mà phía Việt Nam họ bày tỏ với Trung Quốc và Trung Quốc đã chấp nhận. Theo anh thì Cộng sản Việt Nam có còn tiếp tục tiến hành thực hiện những gì mà hai đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định trong cái hội nghị Thành Đô này nữa hay không thưa anh? Vâng, thưa anh, cho đến thời điểm này thì cái hội nghị Thành Đô, cái khỏi Thành Đô ấy còn rất nhiều bí ẩn, và cả đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như là đảng Cộng sản Việt Nam chưa công bố nó. Theo tôi thì cái văn bản khỏi Thành Đô này nó không phải là một cái văn bản pháp lý có giá trị, bởi vì là nó không theo đúng những cái tinh thần pháp lý thông thường trong việc ký kết các cái thỏa thuận, các cái hiệp ước được các quốc gia hưởng nó mặt khác. Khi những vấn đề liên quan đến nào như đồ án hay hoặc là đạt tiếp hoặc là đã nghỉ hưu từ lâu, nên những nội dung của nó hầu như không có giá trị thi hành trên thực tế. Chỉ có điều là nếu những cái nội dung của khi sở được phân đo hay bị vật hóa thì nó hãy làm cho tình danh của Đảng Cộng sản Việt Nam vốn dĩ đã bị lung lay, và trang bị lung lay thì chút rồi thấy nó thôi. Và thực việc tôi nghe tham gia vụ tổ cáo một loạt vì lãnh đạo cục bú về chế độ luật thời gian 7 năm qua, cũng như là những gì mà tôi đã trình bày ở đây có thể âm mưu thôn tính của Trung Quốc thì nhằm vào ba cái mặt trận chính. Thứ nhất là họ tìm cách khống chế và thao túng ban lãnh đạo Việt Nam. Điều này thì họ đã làm được, ít nhất là từ năm 2006 đến nay thì bộ máy lãnh đạo tổng bộ của Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Quốc khống chế và thao túng. Thứ hai là biến nền kinh tế Việt Nam thành một bộ phận không thể tranh cãi với nền kinh tế Trung Quốc. Điều này thì họ đã thành công với kỹ thuật bài sinh vô cùng bài hạ và thủ tướng và phó thủ tướng của đất kế hoa không hại. Và thì mặt trận thứ ba trong ông như thôn tỉnh của Trung Quốc thì là họ tìm cách khống chế và kiểm soát những vị trí chính yếu về an ninh quốc phòng ở Việt Nam. Điều này thì họ đã và đang làm và đã thành công ở nơi đấy, chẳng hạn như ở Hùng Hán, ở Đà Nẵng, ở Vĩnh Thắng, Bình Thuận, ở dự án nhà đô thị Tây Nguyên, ở các cái khu rừng đông vân vân biên giới, ở các cái dự án kinh tế xã hình dọc ở biên giới Campuchia Việt Nam và biên giới Lào Việt Nam. Một khi thành công ở cái ba mặt trận này thì Trung Quốc không cần đánh giá thẳng Việt Nam. Việt Nam trở thành một cái tỉnh mới của Trung Quốc thì còn là vấn đề chủ tịch. Và theo tôi đó đầy mời chỉ những cái thế thương khách của người Trung Quốc, tức là thế khách là không đánh giá thẳng ở trong binh pháp. Còn nếu được hội đồng đứng đi với những cái vị trí chính yếu ở Việt Nam thì Trung Quốc là khống chế thì Việt Nam chưa đánh mà đã thua rồi, bởi vì
chiến sự xảy ra và bị chia cắt đất nước thành nhiều phần thì đương nhiên Việt Nam không còn khả năng kháng cự để khi sức mạnh quân sự giữa thời của chính sách và dạ vâng. Thưa anh, hiện nay đó thì dư luận trong cũng như là ngoài nước đều cho rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng là người có khuynh hướng thân Hoa Kỳ, đồng thời cho rằng là cái phe thân Hoa Kỳ của ông Dũng cũng đang có vẻ thắng thế trong bộ chính trị. Điều này khiến cho nhiều người lạc quan cho rằng là nếu Việt Nam theo Mỹ thì cái hiểm họa Việt Nam bị biến thành một cái tỉnh của Trung Cộng theo như hội nghị Thành Đô 1990 đã quyết định thì sẽ không thực hiện được. Anh có nghĩ như thế không ạ? Vâng, thưa anh, trên thực tế thì xã hội nào cũng tồn tại hai xu hướng quan điểm, chủ yếu là xu hướng bảo thủ và xu hướng phát triển. Và ở Việt Nam thì người ta cho rằng những người phát triển là người thân Mỹ, còn những người bảo thủ là những người thân Trung Quốc. Hiện nay thì người cầm đầu phải phát triển ở Việt Nam là chủ tịch Nguyễn Minh Chiết, và người thế thì ông ta là tên Tập Sát. Nhưng với hẳn bởi chưa ra phong tương Trần Thang thì trong tài liệu có bộ cáo mà tôi mới công bố hôm 1 tháng 7 vừa rồi thì sau cái chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 19 tháng 6 năm 2013, ông Trần Trần Thang đã đầu hàng Trung Quốc. Và tôi cũng đã tố cáo là ông ta đã bị phía ông Hoàng Công Hải và Bắc Kinh thậm chí tháo tỉnh nó trở thành một cái tên Việt Nam đảm được. Như vậy là có thể nói là hiện nay khai thác chiến ở Việt Nam mà không có thù lịch. Và những người là cho rằng những tấn công chính là người đứng đầu khai thác chiến hay thân mình. Nhưng vì là một người trong cuộc và tổ cáo ông ta sợ cho 7 năm qua nên tôi lên trên thực tế tôi biết rõ ông Nguyễn Tấn Dũng đang như thế nào. Thực ra ông ta là nhân vật mà bị Trung Quốc nắm chặt nhất và bản thân Trung Quốc rất muốn Nguyễn Tấn Dũng trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái kỳ đại hội sắp tới đây. Tuy nhiên mà không phải vô cớ mà đội ngũ dư luận viên trái của Nga Xâm Thiên vẫn luôn tìm cách triệt kiểm để không chỉnh chính rằng là trong chính quyền Việt Nam tồn tại hai phe phải chủ yếu là phe thân to phe thân Mỹ không bỏ nguồn thần dụng người cầm đầu phe thân Mỹ là nhân vật được thành lập nhất Việt Nam 10 năm qua. Còn một mặt cái điều đó là mặc dù mới gây chúng mà không biết được thực sự ở bên trong bộ máy lãnh đạo chặt chẽ là như thế nào. Mặt khác, quan trọng hơn là Nga Xâm Thiên Việt Nam muốn đưa nguồn dân chúng muốn dân chúng tiến chính không quá lo lắng về tương lai của đất nước chứ nghĩ rằng là cán bộ máy thì thực thể thân mình mạnh hơn cả thể thân thao. Ngoài ra thì việc mà đội ngũ những lần viên trái cầu sinh xấu vẻ cho bộ mặt thân dự của ông Nguyễn Tấn Dũng còn nằm một phục vụ cho những đồ cả những của ông khác và những lời cảnh báo nhằm vào vì sự trưởng thân mỹ của Bắc Kinh cũng chính là vì mục đích ấy bởi vì nó khẳng định cho ông Nguyễn Tấn Dũng với điều phong mắt không chỉ bao gồm được sự ủng hộ của ban chấp hành trung ương về thực hiện bỏ phiếu cho ông ta trong khi vài người đã ở đây. Vâng. Về trường hợp của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đó thì rất là nhiều người cho rằng ông ta là thân cho Hoa Kỳ, nhưng mà khi mà ông ta bắt đầu tỏ ra thân Hoa Kỳ đó thì rất là nhiều người ở hải ngoại này trong đó có tôi thì nghi ngờ rằng là ông này là một cái con bài của Trung Cộng. Tại vì cái tình hình đất nước hiện nay đó thì có thể nói là dân chúng hiện nay rất là bất bình về những cái hành động ngang ngược của Trung Quốc và cũng hết sức là tức giận về cái sự nhu nhược hèn yếu
của Đảng Cộng sản Việt Nam trước cái những cái hành động ngang ngược đó của Trung Quốc. Chính vì thế cho nên đó là cả dân chúng cũng như là nhiều người ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không có ưa Trung Quốc, và nếu mà có một cái phe nào đó mà tỏ ra thân Trung Quốc như là Nguyễn Phú Trọng hay là Phùng Quang Thanh thì chắc chắn là dân Việt Nam sẽ không ủng hộ, và ngay cả các đảng viên trong Trung ương Đảng của Cộng sản cũng không ủng hộ. Cho nên là để mà nắm được cái chức Tổng Bí thư hay là Chủ tịch nước sắp tới đó, thì Nguyễn Tân Dũng đã có thể là sẽ phải giả bộ đóng vai một cái phe là thân Mỹ, và nhờ đóng vai phe thân Mỹ, điều đó phù hợp với cái nguyện vọng của dân chúng ở trong nước cũng như là của đại đa số các đảng viên Đảng Cộng sản. Họ cũng muốn cứu đất nước ra khỏi cái tình trạng bị trở thành một cái tỉnh của Trung Cộng, cho nên là họ sẽ bầu cho Nguyễn Tân Dũng. Và sau khi mà Nguyễn Tân Dũng đã đắc cử rồi đó, thì bây giờ ông ta mới bắt đầu trở cờ và tỏ ra thân Trung Quốc thực sự. Như anh vừa nói đó, thì trong quá khứ chính Nguyễn Tân Dũng đã tỏ ra rất là nhiều hành động có lợi và rất có lợi cho Trung Quốc. Chẳng hạn như anh đã nói ở trên các trang blog chẳng hạn, thì chính Nguyễn Tân Dũng là cái người mà đã đề cử đưa Hoàng Trung Hải lên cái vào Bộ Chính trị cũng như là lên chức Phó Thủ tướng. Và chính ông Nguyễn Tân Dũng đã ký cho Trung Quốc khai thác bauxit ở vùng Tây Nguyên vân vân, và nhiều cái hành động khác chứng tỏ rằng ông ta là một cái người thân Trung Quốc chứ không phải là thân Mỹ. Nhưng mà bây giờ trước cái tình thế hiện nay đó, thì ông ta phải tỏ ra thân Mỹ để mà có thể được bầu làm Tổng Bí thư hoặc là Chủ tịch nước, và có thể là cả hai cái chức vụ đó. Cho nên tôi thấy cái nhận định của anh có thể là một cái nhận định rất là sáng suốt. Vâng, thưa anh, nếu mà ở trong Bộ Chính trị đó, mà có một cái phe thân Mỹ thực sự đó, thì và nếu mà Việt Nam mà tỏ ra thân Mỹ đó, thì sẽ có khả năng cứu được đất nước, thì theo anh chúng ta có nên ủng hộ những cái người cộng sản khi mà họ thân Mỹ để mà cái phe thân Mỹ nó mạnh lên không, thưa anh? Vâng, thưa anh, theo tôi thì vấn đề lớn nhất, vấn đề cấp bách nhất của Việt Nam hiện nay chính là vấn đề Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc hiện nay là không còn đem che giấu và cấm vận chuyển của họ ở trên biển Đông. Ngoài ra, ở trên đất liền thì tham vọng thống tỉnh Việt Nam đã, có thể nói nó đã chảy trong dịch khoản của người Hàn từ hàng ngàn năm nay. Chính vì vậy, mà về cái sự tồn tại mạnh mẽ hiện nay của Trung Quốc cũng là cái khuôn vọng đa phương, không thèm chế giấu gần của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Thì vấn đề cấp bách nhất hiện nay ở Việt Nam chính là vấn đề Trung Quốc. Và trong bối cảnh đó thì hiện nay chỉ có Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới để đề xuất là kiềm chế hoặc ngăn chặn cái tham vọng của Trung Quốc. Vì vậy là để hộ người cộng sản hay là tức là bất kỳ phe phải nào trong ban lãnh đạo chạy đua Việt Nam mà bắt tay với Mỹ thì đương nhiên chúng ta cần phải ủng hộ họ. Tuy nhiên là theo tôi thì hiện nay Trung Quốc đã là khống chế và thao túng được một số lãnh đạo cấp đua của Việt Nam, cho nên là muốn thoát khỏi cái hiểm họa thao túng của Trung Quốc, làm đổ đường cho công cuộc dân chủ hóa nước nhà, đưa đất nước thoát khỏi cái tình trạng bế tắc đang ngày càng lây thuộc vào Trung Quốc hiện nay, thì điều trước hết là phải ngăn chặn và loại bỏ những cái tên Việt Nam họ ra khỏi bộ máy, bởi nếu họ chúng ta ngồi đấy
và nắm giữ những quyền lực vô song của mình, thì vì sự ủng hộ của Trung Quốc, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì chế độ đơn độc hóa được này. Vâng, theo quan điểm của tôi đó, thì hiện nay cái nguy cơ, chúng ta có hai cái nguy cơ. Một cái nguy cơ thứ nhất đó, đó là Trung Quốc có thể biến Việt Nam trở thành một cái tỉnh của họ, và cái đó là cái nguy cơ lớn nhất. Còn cái nguy cơ thứ hai đó, đó là đất nước cứ bị chìm đắm ở trong cái chế độ cộng sản và trở thành tụt hậu, người dân bị đàn áp và trở nên rất là đau khổ. Trong hai cái điều xấu xa đó đó, thì phải nói rằng là chúng ta phải làm sao để mà dẹp bỏ được hai cái nguy cơ đó. Nhưng mà chúng ta phải chọn lựa cái ưu tiên là cái nguy cơ nào lớn hơn đó, thì chúng ta phải phải tránh cái nguy cơ đó trước tiên, phải ưu tiên dẹp bỏ cái nguy cơ đó. Nhưng mà có một cái điều rất là đáng cho chúng ta phải suy nghĩ, đó là hiện nay chính Đảng Cộng sản đang tiếp tay để mà giúp cho Trung Cộng hán hóa Việt Nam. Thế cho nên rất là nhiều người họ cho rằng là cần phải dẹp bỏ Đảng Cộng sản này đi thì mới có thể giải phóng được, mới có thể nó giúp cho đất nước thoát khỏi cái sự hán hóa của Trung Cộng. Thế nhưng mà phải nói là đây là một cái điều rất là đáng cho chúng ta suy nghĩ, là chúng ta có nên ủng hộ những người cộng sản, nhất là những cái người cộng sản mà đã phản tỉnh ở trong hàng ngũ Đảng Cộng sản, họ muốn thân Hoa Kỳ để mà cứu đất nước, nhưng mà họ vẫn là những người cộng sản. Họ cũng đã từng nhúng tay vào những cái tội ác rất là lớn, và họ cũng chỉ là những cái người quyết tâm bảo vệ Đảng chứ không phải là bảo vệ đất nước. Tại vì họ có thân Mỹ thì cũng chỉ là để bảo vệ Đảng của họ mà thôi, chứ không phải là để bảo vệ đất nước. Thế thì chúng ta có nên ủng hộ những cái người này hay không? Thì tôi thấy đây là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Và tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều người họ sẽ có lập trường là sẵn sàng ủng hộ những cái người cộng sản này để cứu được đất nước, mặc dù là cái việc cứu đất nước này nó cũng khá mỏng manh. Nhưng mà cũng có nhiều người chủ trương là phải dẹp bỏ Đảng Cộng sản để mà để họ không còn có, để mà không còn có những cái người tiếp tay giúp cho Trung Quốc thâu tóm Việt Nam nữa. Thì tôi nghĩ rằng là dù chúng ta đi theo một cái lập trường nào thì chúng ta cũng không có nên đánh phá lẫn nhau vì khác cái lập trường chính trị của chúng ta. Mà trái lại, chúng ta vẫn cần phải đoàn kết lại để mà cùng đấu tranh dẹp bỏ được hai cái nguy cơ vừa nói. Vâng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận hôm nay đã hết rồi. Vâng, anh có lời nào trước khi từ giã quý thính giả không, thưa anh? Vâng, tôi xin cảm ơn quý đại thời gian cho tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe chương trình. Và một lần nữa tôi muốn nhắn nhủ quý vị là cái vụ tố cáo của chúng tôi liên quan đến những lãnh đạo chống đối chế độ suốt nhiều năm nay, những người trên thực tế nằm trong tay vận mệnh đất nước chúng ta, những người quyết định tiến trình của đất nước chúng ta. Chỉ vì vậy mà có thể nói là cái vụ việc đấy là vô cùng nghiêm trọng, nó liên quan đến cái tiến trình của đất nước chúng ta. Và những kẻ bị tôi tố cáo là những kẻ đã bị Trung Quốc khống chế và thao túng. Chỉ vì vậy mà bất kỳ một cái giải pháp
thỏa thuận nào, bất kỳ một cái giải pháp dân chủ nào cho đất nước muốn đạt được thì cũng phải đạt được trên cái điều kiện tiên quyết là những kẻ kia phải bị loại trừ ra khỏi bộ máy và để cứu đất nước chúng ta khỏi cái âm mưu thôn tính của Trung Quốc và đưa đất nước thoát khỏi cái tình trạng để phát triển ngay. Thì điều đầu tiên là phải loại bỏ những kẻ mà bị tố tố cáo và ra khỏi cái bộ máy hiện hành. Và điều đấy thì rõ ràng là đây nó mang ra cái khả năng của tôi và điều đó nó chính vì vậy mà tôi rất cần sự lên tiếng ủng hộ của người Việt Nam ở trong tâm hồn Việt và tất cả những lực lượng tiến bộ đồng đảng và đang quan tâm đến vận mệnh của đất nước chúng ta. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi của chương trình và xin cảm ơn quý vị. Trước cái nguy cơ của gia đình anh cũng như là chị Phương Anh là những cái người mà tố cáo những cái người cao cấp nhất của Bộ Chính trị về những cái tội bán nước cũng như là cái tội buôn bán ma túy thì điều đó rất là nguy hiểm cho cả hai vợ chồng anh. Thì vâng, chúng tôi cũng sẽ tìm cách vận động để những người ở hải ngoại này cố gắng tìm cách bảo vệ anh. Vâng. Kính thưa quý khán thính giả và anh Lê Anh Hùng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Chúng tôi thay mặt ban giám đốc cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời giờ cho cái cuộc hội luận này. Vâng, và cũng xin trước khi tạm biệt, xin kính chúc quý khán thính giả và anh Lê Anh Hùng luôn luôn an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc. Vâng, xin kính chào.